Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Bây giờ mới ngủ dậy và bắt đầu vào trong game để xem đợt này sự kiện đấu giá S cộng mới Shiny Mega Gardevoir ở server của mình sẽ ra sao. Trước hết, ấn vào đây đã. Đợt này thì có lẽ là mình dậy hơi sớm hơn một tí, thế nên là có 3 người đang lên, đó là 10 điểm thôi. Vậy là ăn mèo xong. Mốc cuối mình được thêm 84.000 kim cương nữa. Mấy hôm trước có bạn bình luận trên kênh của mình là tại sao mình không để đến ngày hôm nay thì mới nạp để lật thẻ. Thì mình bây giờ mới để ý, đúng là cái hoàn trả kim cương này hết ngày mai thì mới kết thúc. Lúc này bạn nào mà nạp để lật thẻ thì ngoài cái việc nạp để lật thẻ ra còn có ở trong cái quay may mắn này nữa, bạn lại có thể quay được thêm, lấy được thêm những đồ ở đây. Thì bây giờ mình cũng cảm thấy tiếc thật, mình cũng không để ý. Thường thường là đáng ra cái sự kiện này nó sẽ hết xong bắt đầu đến đấu giá, nhưng mà vừa rồi là có cái bảo trì hơn một ngày rưỡi, thế nên là được tăng thêm 2 ngày nữa. Đen thật. Xong rồi ngày hôm nay thì bắt đầu là sẽ tiêu để đủ cái mốc hoàn trả kim cương này thôi. Có lẽ là ngày đầu tiên mình nên lên 10.000 điểm trước nhỉ. Đợt này thì S cộng Shiny Mega Gardevoir đi kèm theo đó là Feromosa. Cả hai S Pokemon đợt này ấy, thì đều kèm theo là khi bạn sở hữu thì được tăng thêm tốc độ này. Cả Feromosa cũng tăng tốc độ này. Đây là có lẽ là một cái rất là yêu thích dành cho những top cao để tăng thêm tốc độ cho toàn bộ Pokemon của bạn. Ngày 1 leo lên 10.000 điểm trước đã. Mình đã leo lên đó là trước 10.000 điểm đã. Và mỗi lần quay như vậy 10.000 điểm là 100 lần thì mình đã có thêm được đó là rất là nhiều đá sao ngọc lục bảo để cái tăng thêm cái lực chiến dành cho Pokemon của mình nữa, lấy thêm mảnh Feromosa. Mục tiêu là cố gắng lấy thêm một đá vàng. Mình đang có một cái rồi. Lấy thêm một cái nữa thì có thể nâng lên Zmu 6 của một S cộng nào đó của mình sẽ lên. Với sự kiện đấu giá này, nếu bạn nào mà mới bắt đầu chơi thì các bạn nên cân nhắc, bởi vì là tối thiểu đó là 24.000 kim cương, tương đương với khoảng 3.500 điểm, các bạn mới có thể là đạt được điều kiện đầu tiên, đó là phần giới hạn điểm 3.500 này. Còn tiếp theo các bạn phải đạt được ở hạng 4 đến 6 thì mới có thể lấy được S cộng. Vậy nên là nếu bạn nào mà số lượng kim cương ít mà server đua thì gắt thì có thể là bỏ qua. Các bạn sẽ lấy lại nó ở trong cái sự kiện vòng quay 2 tháng tới. Còn có những server kiểu dạng như là nhiều server cũ ấy, nhưng mà chết rồi. Còn khoảng 1-2 người chơi thì lúc đó cái sự kiện đấu giá lại còn nhẹ nhàng hơn. Còn server của mình đây thì mình dậy hơi sớm hơn mọi người, cho nên lúc mà vào quay có 4 người thôi. Đợt này cái sự kiện lật thẻ của mình chốt là chỉ đến được đoạn này thôi. Hên xui thì được thêm 3.000 kim cương nữa trong khoảng ngày mai. Đến Little Đỏ thì nó hơi bị xa. Vừa rồi thì mình đã tiêu là 68.000 kim cương. Thì lấy thêm bây giờ đó là dương trang sức này, lấy thêm mảnh của Sunia này, để tại 80 mảnh đủ một Sunia tại rồi, và kèm theo là một cái dương bảo vật huyền thoại. Bạn nào đợt này mà lấy S cộng Shiny Mega Gardevoir thì trong 2 ngày, ngày hôm nay và ngày mai là ngày để xả kim cương rồi. Và nếu bạn mà lấy được cái dương bảo vật huyền thoại này mà muốn sử dụng đồ dành cho Shiny Mega Gardevoir thì có lẽ là cái sáo poke này là cái ổn nhất dành cho nó ở trong cái dương kho báu này.
Nếu bạn có hai Pokemon mà sử dụng cái 6 Poke này thì chỉ có một Pokemon đeo bảo vật này được sử dụng cái hiệu ứng đó là Poke Charm này thôi. Còn đâu những hai hiệu ứng ở trên thì Pokemon nào lắp hệ tiên đều được sử dụng cả. 84.000 rồi, và đi kèm theo là có hoàn trả chi tiêu hai loại chi tiêu kim cương cơ. Cho nên đợt này đúng là cái hai ngày để xả rất là nhiều mảnh vẫn đang vàng với cả đỏ lấy được ở đợt này rồi. Cho nên là sự kiện đấu giá đợt này mình đánh giá là sẽ có rất là nhiều người sẽ tham gia và quay lên điểm rất là cao ở ngay ngày đầu tiên hoặc ngày thứ hai nữa. Về bậc S thì Pheromosa cũng là một thành viên trong team sắc đẹp. Ở đây khi lấy được Pheromosa rồi thì các bạn sẽ được tăng thêm tốc độ cho toàn bộ Pokemon của bạn. Còn khi nâng sao cũng sẽ được tăng thêm. Ví dụ ở đây Mega TNC các bạn ý đó là 22.239 tốc độ nhé. Bây giờ mình nâng sao một phát. Thì Mega TNC bây giờ đó là 22.247 rồi. Những Pokemon được tăng thêm tốc độ thì các bạn nên nâng sao nó lên, nhất là bậc S thì rất là dễ nâng. Còn với những bảo vật vàng mình hiện có lúc này thì có những món đồ mình cảm thấy ổn dành cho Shiny Mega Gardevoir mà mình đã giới thiệu hôm trước rồi ấy. Mình có làm về phần 4 Shiny Mega Gardevoir là bảo vật tính cách đá bùa chip phù hợp ấy. Chuông xóa buộc này, 6 Poke này đều là những món đồ ổn này. Trái tim khéo léo dành cho hệ thép với cả hệ tiên đều xài được này. Vòng cổ biển cũng được, sát thương gây ra rất là cao, hoặc cầu hỗn loạn cũng có thể sử dụng được, hoặc là vòng tay năng lượng sử dụng khá là ok, kèm theo cả thanh kiếm bất tử cũng được. Vòng tay khổng lồ nếu bạn không có thì bạn sẽ xài tạm cũng được để tăng thêm cái công của nó, nhưng mà nếu mà hữu ích thì những món đồ mình kể ở phía trên nó sẽ hay hơn. Nhưng mà đợt này nhé, với việc đó là Shiny Mega Gardevoir xuất hiện thì có đợt trước ở bản Anh ấy, người sử dụng là Necroma vẫn có khả năng đó là nếu mà bạn nuôi Necroma tốc độ kém hơn Shiny Mega Gardevoir thì nó vẫn sẽ có hiệu ứng đó là trước khi bắt đầu mỗi lượt cướp đi một loại khống chế ngẫu nhiên của địch, mà những địch nào mà có tốc độ cao hơn Necroma ở bên team địch ấy, tối đa nó là 3. Vậy nên là Necroma này nó cũng sẽ có một phần nào đó nó cũng sẽ giảm thiểu được cái khả năng gây khống chế của mê hoặc của Shiny Mega Gardevoir bên địch. Và kèm theo, nếu khi đã cướp được hiệu ứng mê hoặc của địch rồi thì Necroma khi ra đòn tuyệt kỹ nó cũng sẽ kèm theo là đặt mê hoặc lên địch luôn. Như các bạn thấy là bây giờ những S cộng mới ra, con nào từ 4 sao hay là 8 sao nó đều đã mạnh sẵn rồi. Và với việc nếu bạn không lấy được thêm S cộng mới thì cái team của bạn dần dần nó cũng sẽ bị yếu dần đi. Lúc này thì Shiny Mega Gardevoir xuất hiện là lại có thêm một cái meta mới tìm sắc đẹp cùng với cả nó, với cả những Pokemon hệ tiên khác. Thì chúng ta lại có thêm, sẽ có là nhiều đội hình khác nữa để test hơn. Và kèm theo là những trận đấu ở trong PP Arena nó cũng sẽ bớt nhàm chán hơn với cái thời điểm lúc trước ấy. Lúc này team nước này, xong rồi lúc là cái team tiết đá nó kiểu dạng như là nó giống hệt nhau quá, chưa có cái sự khác biệt lắm. Thì bây giờ có thêm... có thể có người sẽ chơi đội hình ma siêu, có người thì vẫn chơi đội hình tiết đá chẳng hạn, có người sẽ chuyển sang hướng sắc đẹp, có người thì lại có thể kết hợp vừa sắc đẹp vừa cả đội hình hệ siêu chẳng hạn này, thì lúc đó lại có thể hấp dẫn hơn. Còn với mình thì mình sẽ test tiếp theo ở trong đội hình của mình là vừa có Shiny Mega Gardevoir, vừa có cả Necroma lẫn cả Mew Origin nữa. Nhưng mà trong đó thì bạn phải bỏ ra một con, thì chưa biết là bỏ con nào nó sẽ tối ưu, nhưng mà nếu mà có được lên Zmu 6 của Necroma thì nếu mà nâng lên thì đi cùng với thêm cả Shiny Mega Gardevoir, Mew Origin nữa, nhiều hệ siêu nó cũng sẽ ổn hơn. Nhưng mà lúc này thì game chưa mở, và ngoài ra lại còn thêm một việc nữa là bạn nào mà chưa lên được Zmu lên 11 sao Mew Origin thì chờ cập nhật Zmu ấy, các bạn lên Zmu 4 của nó 9 sao thì có khi là vẫn còn xịn hơn cả Mew Origin 11 sao. Đợt này bạn nào mà dạng như chơi địa hình mà đã sẵn tiết đất đá rồi thì nên lấy Shiny Mega Gardevoir. Còn đâu nếu bạn nào mà đang chơi hiệu ứng ma siêu thì Shiny Mega Gardevoir nó cũng không có quá nhiều cái sự nổi bật dành cho team đó, nhưng mà S cộng sau nó đó là Zamazenta thì lại phù hợp dành cho mọi team. Và đây là S cộng gọi là cần thiết lấy, rất là cần đấy, để ở trong team của bạn. Shiny Mega Gardevoir 4 sao thôi thì các bạn lấy ở để cái phần nội tại của nó là chính, còn tiếp theo 4 sao của Zamazenta nó sẽ cực kỳ tốt. Mà mình nghĩ là cái đợt đấu giá tiếp theo Zamazenta có khi là sẽ hot hơn cả Shiny Mega Gardevoir đợt này cơ. Hôm trước thì mình đã rút được 200 lần cái chip này rồi. Đến ngày hôm nay là ngày cuối cùng thì mình sẽ quay nốt 100 lần nữa để lấy được hai cái dương chip đỏ đợt này. Thực ra là bây giờ Pokemon nào của mình cũng đã
những Pokemon chính ấy, thì đã đầy đủ cái chip đỏ mình cần rồi. Thế nên là nốt đợt này xong là có lẽ là mình sẽ không đầu tư thêm vào chip nữa, mà mình sẽ đầu tư vào những mảnh vạn năng đỏ nhiều hơn. Vừa rồi thì mình đã tiêu và lấy được thêm rất là nhiều mảnh vạn năng đỏ nữa, có lẽ là đủ để có thể tiếp theo mình sẽ nâng lên được 11 sao của Shiny Mega Gardevoir để test. Còn bây giờ thì trong 100 lần quay ấy, cái chip này ấy, thì mình để ý 2 lần vừa rồi mình quay thì sẽ được một cái chip đỏ. Hôm nay 200 lần rồi thì quay nốt để lấy chip đỏ thôi. Ồ, hết luôn. Đợt này thì xui, chắc là phải khoảng tầm cứ 10.000 kim tương tiêu thì các bạn sẽ được một cái chip đỏ ấy. Hôm 2 hôm trước mình vừa quay 100 lần như vậy là mình đã được hai cái rồi. Còn đợt này đây, hai cái đầu ngẫu nhiên của mình thì được cấy nỗi sợ cũng xịn. Và tổng số kim cương mình đã tiêu đó là 93.820 rồi. Ngày mai lên thêm được 5.000 điểm ở trong cái sự kiện đấu giá nữa, là tốn thêm khoảng 34.000, là mình sẽ tiêu hết khoảng tầm 127.000, tương đương gần 130.000 đi, thì mình sẽ được hoàn lại 13.000 kim cương. 2-3 ngày nay thì mình không đánh ở trong cái đấu trường này rồi, toàn đi ấn 5 lần đánh nhanh như thế này thôi. Mình vừa đánh một trận với Kenji rồi, bị thua. Trong clip này, trước khi kết thúc cái clip này thì mình sẽ bỏ Mew Origin ra, thay thế vào Zygarde và để nó ở phía dưới Necroma. Lần này thì mình để Mega TNC ở hàng dưới thì nó sẽ như thế nào. Ok, một trận đấu mình thấy loát hơi lâu, chắc là có thêm Zygarde và có thêm bạo cát thì nó khác hơn. Ở đây thì Raimon Kyo đánh vào vị trí của Shiny Mega Tirata bên mình là sẽ không đổi vị trí được của Necroma. Còn đâu với Necroma thì kiểu dạng như là nó để ở trước con Zygarde ấy, thì Zygarde nó cũng sẽ giúp cho kiểu dạng như là không hoán đổi vị trí được ấy. Thế nên lúc này gọi là Necroma mình yên tâm để nó hàng trên. Nhưng mà để hàng trên bây giờ mình đang không có đó là con Mew Origin bổ trợ, thế nên là rất là nguy hiểm. Còn bên kia thì trong đợt vừa rồi thì có lẽ là quá nhiều cái nạp hay gì để lấy Magena ấy. Thế nên là Magena của người chơi Kenji bên mình đã lên được đó là 11 sao và có khi còn kèm theo cả Zmu 4 nữa rồi. Bây giờ Mega TNC nó không ở hàng trên nữa thì những cái quả chém kiếm của nó sẽ không có rồi. Cảm thấy rất là tiếc. Và những cái sát thương của Necroma mình gây ra nếu mà không được nuôi mạnh thì cũng sẽ rất là khó khăn để đập bên kia luôn. Toàn những quả chém kiếm nhưng mà rất tiếc là không vượt được qua núi đá. Magena rất là khó chịu luôn, đặt rất là nhiều bẫy trọng lực này. Và rồi nó đã làm cho con Necroma bên mình cũng mất lượt hành động luôn. Sắp tới lại có thêm cả Shiny Mega Gardevoir đi cùng nữa thì sẽ rất là nguy hiểm với bộ đôi đặt bẫy này. Có lẽ các bạn sẽ thấy là như mình hay nói ở trong mấy clip ấy, là team mình đang bị thua đến tận 2.2 lực chiến ấy. Do đó thì nếu bạn cảm thấy đâu mà đội hình này, hai đội hình nó ngang nhau, cân bằng hơn về cái khoản lực chiến với cả lực chiến ấy, thì cái team mình bắn nó sẽ rát hơn so với cả bên kia đấy. Bởi vì Necroma lúc đấy theo kiểu ngang rồi thì bên mình gây ra sát thương bên kia cũng sẽ to nhiều con hơn. Còn lúc này với việc là bên kia đang nuôi quá mạnh chẳng hạn, thì bên mình cái lượng các sát thương gây ra thì cũng sẽ kém hơn, bên kia phòng thủ cũng sẽ chắc chắn hơn. Cho nên đánh với cả một đối thủ mà vượt cấp về cả lực chiến như thế này thì bên mình cũng sẽ khó khăn để giành chiến thắng này. Về tình hình hiện tại bây giờ, việc để cho con Mega TNC ở hàng dưới
cảm thấy team mình đã mất đi một con gây tấn công rồi. Mà trong khi để Magena đang ở hàng trên ấy, thì nó lại đang bị dính cái hiệu ứng của địch, bẫy trọng lực nhiều quá. Mặc dù tăng cũng tốt đấy, nhưng mà nó lại chưa gây được sát thương nhiều bằng con Mega TNC. Mà trong khi bây giờ team mình thì vừa Mega TNC vừa Necroma mới có thể đánh được team này. Chứ nhìn đến lượt 6 rồi mà team bên kia vẫn đang đầy ụ hết cả máu, thì cảm tưởng nó rất là bất lực luôn đấy. Necroma bên mình là chính thức hết kháng tử rồi. Bây giờ nó chỉ cần ăn một đòn mạnh nào đó đến từ vị trí của Shiny Mega Tirata chẳng hạn, là coi như xác định luôn là nó sẽ tử trận và bên mình hết con tấn công là cũng sẽ bị thua, chứ không có thể dây dưa được. Mà trận này thì không có cái khả năng để giành chiến thắng luôn nếu đợi chơi đội hình như thế.